Xin chào, mình là Lê Thị Hưng, mình năm nay 24 tuổi, mình đến từ Thanh Hóa. Hiện tại thì mình đang kinh doanh cà phê tại 92B Lý Thường Kiệt. Em thì rất là thích hát ạ, ngồi chỗ nào cũng hát được, đa thể loại luôn, vừa làm vừa hát, vừa rửa cốc vừa hát, vừa pha đồ cho khách vừa hát. Nhiều lúc khách cứ kêu em quyết định em thử sức một lần xem, cho các anh các chị thấy thêm cả năm em sẽ đến đâu, và để cho ban giám khảo công nhận là cái niềm đam mê của em là đúng đắn chứ không như mấy anh nói. Con sẽ là thần tượng âm nhạc mới của Việt Nam 2016. Yeah. Taxi dừng thêm một chút đi, đừng chen vào phía sau người bên kia. Taxi chờ thêm một phút đi, ngày nay là thế lòng đường đông ghê. Tích tắc đồng hồ quay vòng, tích tắc đời quay vòng, tích tắc đồng hồ quay vòng. Từng ngày bình thường, thôi cho tôi vô đây. Bên ngoài chỉ là ngày nắng cháy, bên kia như bên đây mà lao như bay. Người người cứ thế tuôn ra. Gì đó? anh cười em, anh bệnh cứ nhìn thấy các cười đó em buồn cười. Nãy giờ taxi chạy mà không có gặp cái đèn đỏ nào dừng hết trơn. Sao em dễ bị tác động thế? Kệ anh Quang Dũng chứ, xem anh như củ khoai. Cái gì, cái tích tắc hay là gì? Hay TikTok hay là gì? TikTok. Cô này quá là TikTok. TikTok vậy. TikTok. TikTok đúng không quay bằng. Không mà công nhận em rất là có energy. Có năng lượng. Năng lượng rất là rào rạt. Ừ. Hát không ngừng nghỉ. Anh nếu mà anh Dũng mà không cười có khi em hát đến giao thừa ấy nhỉ. Hát hết bài luôn. Thế là taxi này là không có phanh. Là đúng kiểu chị Thu Minh đấy đúng không? Dạ. Em thần tượng Thu Minh. Rồi em nghe chị Minh hát sao em hát vậy đúng không? Không, em là nếu mà nghỉ thì tự nhiên cái cảm xúc nó bị dừng. Bị tuột đúng không? Dạ. Cho nên là hát phải sôi thì đang sôi cho nó sôi. Đang hết 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 hết. Nhưng mà mai mốt em chạy xe em được như thế. Anh nghĩ thì cảm ơn em tới đây rất là vui và cho tụi anh cũng đỡ mệt nãy giờ. Tươi. Nhưng mà cô này cười tươi thì ghê. Em anh nghĩ là rất là khó để làm ca sĩ cho nên là anh cũng không thể chọn em vào vòng trong được. Cảm ơn em. Thôi thì chị cảm ơn em vì đã đến cùng với chương trình nhé. Cảm ơn em vì đã hát bài hát của chị. Cảm ơn em rất nhiều.